Và khi tháng 4 đến thì tháng 3 cũng đã vừa khép lại. Tại Tây Nguyên, tháng 3 là mùa con ong đi lấy mật. Đây cũng là thời điểm người Gia Rai tại xã Iapec, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động tín ngưỡng nhằm tạ ơn thần rừng đã che chở dân làng và cung cấp nhiều sản vật dưới tán rừng. Nghi lễ truyền thống này còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ tiếp bước cha ông, nâng cao ý thức gìn giữ và bảo vệ rừng. Đã thành thông lệ, hàng năm vào ngày cuối tháng 3, người Gia Rai ở hai làng của xã Iapec lại tập trung về cánh rừng già gần làng để cúng thần rừng. Ngoài rượu ghè, gà nướng, cơm lam, những món bắt buộc phải có trong mâm cúng, thì những món ăn thường ngày cũng được bà con chuẩn bị. Năm nào cũng vậy, dân làng chúng tôi đều dâng lễ vật để cúng thần rừng, vừa để tạ ơn các thần trong năm qua đã che chở, phù hộ cho dân làng được ấm no, người trong làng khỏe mạnh, vừa để bà con trong làng nhớ, cùng nhau chung tay giữ rừng, bảo vệ nguồn lợi từ rừng mang lại. Xã Iapec hiện có gần 560 hectare rừng do cộng đồng nhận quản lý và bảo vệ. Những năm gần đây, được sự khuyến khích hỗ trợ của chính quyền địa phương, người dân hai làng đã luân phiên tổ chức lễ cúng rừng, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng. Nếu người dân mà quay lưng lại với lại cái diện tích rừng hiện có thì chắc chắn rằng là với cái lực lượng kiểm lâm mỏng như hiện nay thì không thể thực hiện được cái việc mà quản lý vào rừng nếu người dân không ủng hộ. Thời gian tới thì hiện sẽ tiếp tục duy trì những cái lễ hội và những cái hoạt động tương tự như thế này, mở rộng ra một số cái làng lân cận. Lễ cúng thần rừng không chỉ là một nét đẹp truyền thống, thể hiện văn hóa tín ngưỡng đa thần của người Gia Rai, mà còn khẳng định giá trị nhân văn của cộng đồng, sống dựa vào rừng và cùng ý thức chung bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên.